dừng. Chào quý cô chú và anh chị, hôm nay mình đang có mặt tại chùa Sóc Chiết ở xã Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Hôm nay có buổi lễ cúng cơm cho các vị sư quý vị. Các chùa lại đây nè. Hôm nay mình tới đây để mình quay. Chánh điện đang xây dựng cũng mấy tháng rồi gì mà được lên nhiều nè, quá nhanh luôn. Lúc trước dỡ cái cánh điện cũ ra mình có quay đó, bây giờ không biết bao lâu mình cũng quên nè. Mấy tháng rồi, chắc gần năm nha. Ở đây gần cái bãi đá. Đây là toàn cảnh chánh điện không biết gì. Nó đổ đất ở ngoài này nữa nè, cho nó bằng lên luôn. Người ta xây cái bức tường rất dày luôn quý vị. Bức tường này 6 tầng rồi. Xây bằng đá. Đổ đất là cái sân chùa. Tới ngày lễ he rồi này kia là có cái đường đi, nó đi vòng mấy chánh điện vậy nè. Ở đây là trên núi, cái chùa này nằm ở trên núi, thì giáp với cái núi Tô luôn đó quý vị. Núi Tô bên đó, à, bãi đá bên đó đó. Chùa này ở trên núi giống như chùa Tà Bà vậy đó, nhưng mà thấp hơn chùa Tà Bà. Ở phía trong chánh điện rồi quý vị. Tượng Phật nhỏ. Chào chú. Cái hồi lúc khởi công tới giờ mình được năm chưa hả chú? Hả? Hồi lúc khởi công xây này được năm chưa? Chưa đâu, mới 8 tháng, 9 tháng. 8 tháng. Dạ, yeah, con nhớ mãi mãi cũng gần năm. Bị cái lúc đập ra này con có vô quay phim đó. À. Được năm. Dạ, yeah, vậy cũng nhanh quá, nhanh luôn rồi. Vì mấy thợ ngày chủ nhật cũng nghỉ, mình dân ở đây đó, yeah. Ai biết làm thợ làm gì tiếp làm đó. Dạ, yeah, cho nên nhanh. Đợi cho nó lâu. Dạ. Yeah. Đó, bà con ở Sóc này ta tiếp lại đi. Dạ. Cũng tiếp làm, cái nào thợ lên làm ở trên làm đi. Yeah. Làm ở dưới. Dạ, yeah. Yeah. Như Phật tử ở Sóc này kia lại đi tiếp. Tiếp làm, trong sợi cả mau. Dạ. Yeah. Cái mau rồi. Thời. Nếu mà làm được tô nữa gì ở trên nó lật ngói đổ cái dạ đổ máy là dán ngói vô luôn. À, gắn cái ngói lên đó. Dạ dạ. Đổ rồi. Nếu mà làm mà tiến triển mà nhanh như vậy á là khoảng chừng hơn năm nữa chắc rồi rồi. Dạ. Dạ. Và nó lâu lâu cái bắt chị lâu cái này nè. Dạ dạ. Đẩy lâu xuống á. Dạ dạ. Cái gì cái máng á. Dạ dạ. Đẩy cái máng cái đó cũng đẩy cái máng đó, đẩy lâu xuống á. Dạ dưới hoa văn đồ này kia á. Đẩy cái máng. Chừng nữa lâu con cái là dán bả hoa văn á. Dạ. Ồ lâu lắm. Chị lắc giắt lâu lắm. Chị tô xây lên mau đó. Dạ. Tô xây. Mau chị lắc giắt lâu. Vậy lần nữa mấy cái cột này dán hoa văn hết trơn luôn hả chú? Dạ. Dán hết luôn.
hết trơn chặt khu vô đó, chặt khu đại cái khu ở dưới rừng lớn, trên cái giặt giặt ngày này luôn á, dạ dạ, lắc giặt đâu rồi xong rồi bắt đầu chừng nữa còn vẽ tranh nữa. Thế vậy chứ còn năm mấy nữa đó, năm mấy hai năm năm mấy rồi, không rồi nữa, năm mấy hai năm nữa. Nếu mà chịu làm mà liên tục thì chắc có khoảng cho thời gian thừa thừa cũng hai năm nữa xong. Dạ. Mấy chùa ta khác người ta nói làm cũng nhanh lắm. Dạ, nhanh thiệt luôn á. Dạ đó. Bởi vì con đi quay nhiều chùa cũng đang xây dựng vậy nè, lâu lắm mới được lên gì. Dạ. Này mới chín cỡ 9 tháng à. Dạ. 8 9 tháng vậy. Quá nhanh luôn. Cái chính giữa này là xây cao hơn 3 tấc vậy hả? Đổ đất rồi cán rồi. Cán lót gạch lót. Dạ, lót gạch trên này. Của ông đọc kinh đọc ghê. Dạ dạ. Này là để các ông sải đọc kinh. Mà dưới này mày Phật tử. Dạ, dạ Phật tử ngồi dưới. À, tượng Phật này là tượng Phật chứ cái chánh điện cũ để lại hả chú? Phật này cũ. Dạ dạ cũ. Mà không mua Phật mới đâu. Không ông xài cả bên kia chùa Tháp Bà ông đi xin ông, xin ông sợ ông không có tiền có gì ông như chùa mới này. Ông xài cả chùa Tháp Bà cho. Dạ dạ. Ông xài cả này tính đi xin mà không dám xin. Dám không có sợ ông nói sợ không có ở tiền cũ đi này mướn mấy thợ ở bên bên An Hảo á. Dạ hết 40 kiểu á, làm cái này bao nhiêu mà ở dưới thùng này. Dạ, mà dưới chú xây á, chú xây mà nó xây lên chỗ khuôn đó, nó gắn khuôn vô nó là ăn 40 triệu. Ôi ôi ăn tiền công không á hả chú? 40 kiểu á. Ủa sao mắc dữ hả? Mắc đó nó khuôn nó lại nó gắn vô rồi nó đâu đâu lại đặng chút xíu rồi chú gắn vô sao mát dữ hả? Một chục á, cái này tôi xây không có làm tu gì xây mà nó cái bốn khớp này nè. Dạ bốn nặng này nè, nặng này này mà chỉ có xây cái này dưới xây bốn cái nó không xây cái này. Xây này à, cái này là chú xây xây cái này rồi. Bắt đầu xây cái này xây lên, lên tới đó còn qua dân á thì mấy ổng dán luôn hay gì dán luôn rồi ăn 40 triệu. Ồ luôn mất dữ hả? Mình không biết làm người ta làm rồi thấy gì khó. Ồ luôn có bốn cái bậc chú làm nè xây gì vậy là ở dưới này là của chú xây xây đổ khuôn gắn vô. Dạ. Chưa xong đâu. Dạ dạ. Nhiều dạ. Lắm đổ khuôn gắn vô. Dạ dạ, dạ 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 qua văn đó. Gắn vô. Rồi 1 2 3 có 4 à. Có 4 bậc cái đế tượng Phật mà tiền công không 40 triệu. 40 và ông thật đẩy bên kia mà cô bé nó dở lại. Dạ dạ ông dạ. Qua đây đẩy trên này cũng ăn 5 triệu nữa. Ồ vô. Bè lớn đó. Dạ. Ủa chị không có quá. Ồ vô. Thùng công đức cúng dường chư tăng. Bữa nay thợ nghỉ hết rồi chú làm. Tiếp làm công quả chùa. Dạ, tiếp làm công quả. Cho vậy một tin ông cho tiền của cà phê 500, 400, 500 vậy. Dạ, dạ. Ôi, hồi làm tới giờ đó không nghĩ ngày nào chủ nhật cũng làm. Dạ. Yeah. Mình già rồi, mình tiếp làm đi, khó. Dạ. Yeah. Mỗi tuần sẽ cả cho được 400-500 uống cà phê. Dạ. Yeah. Tiếp làm mới có phước chú ơi. Này ông sư đang tô xi măng. Sư là sư phó chùa hay gì sư? Không phải. Không phải hả? Sư là sư nhỏ hả? Đúng. Sư tu trong chùa này được bao nhiêu năm rồi? 4 năm. Dạ 4 năm rồi.
Hồi lần con nhớ là ông sư khó là mập mập không? Ừ, mỡ máu đó, ông hơn. Dạ. Yeah. Cây bồ đề đốm luôn rồi. Còn cái gốc ở sao cái sân nó mày không đúc gắn rồng tùm lum hay sao? Coi xây đúc hai con rắn hổ mày khổng lồ cái gì? Có khủng long nữa nè. Này khủng long. Hàng gắn hô mây đây, hàng gắn hô mây quý vị khổng lồ luôn. Ở dưới đó thì thần gắn Naga, có nai sư tử thằng kia nữa, thằng gắn Naga là cái gì. Giống như hang động thần gắn Naga ở Thái Lan. Qua đây nè, chụp chưa? Này ngồi đây nè. Đây là nai hu cái gì? Bên đó còn hu mà, nai. Ở dưới đó còn sư tử. Chỗ này có tượng Phật nữa. Lên trên này tượng Phật rất nhiều luôn. Trên đỉnh núi Liên Đài tu hành tầm đạo một mai cứu đời, lang thiên một cõi xa chơi, non cao đảnh thượng thành thơ vô cùng. Hiu hiu gió thổi lạnh lùng, phất phơ liễu yếu lạnh lùng tầm mây. Mùa xuân hứng cảnh lầu đài, lúc còn sát thạch thi tài hùng thanh. Tứ di mây phủ nhiễu đanh, Bồng Lai một cõi hữu danh chữ đề. Kể từ tiên cảnh ta về, non bồng ta ở giữa kề mấy năm. Dạo chơi tầm bực tri âm, nay vì thương chúng trần gian phản hồi. Nghĩ mình trong sạch đã rồi, đào tiên tạm thực về ngồi cõi xa. Không trần tâm đã rời ra. Hả? Vô cái bãi đá, người ta đang lấy đá trong á. Ê, đứng đây chụp hình nè. Ở phía bên đây là gì, thần gì nè. Bên đó ông nữa kìa quý vị, ông đó ngồi. Người ông bên đây nữa. Ông đây có cây gậy, dưới cái tay bên kia cầm cái cục gì á, tới bốn tay nè. Hai tay kia cầm gì nữa.
nãy cái câu giảng mới nãy là trong quyển 3 của sấm giảng quyển 3 Đức Bình Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo quý vị. Đây là cũng một vị thần hay tượng Phật gì không biết không? Bên cái chỗ làm đá nó ồn thấy ghê luôn. Hai cái đầu con rắn hổ mây này đúc hồi ngày 25 tháng 2 năm 2023. Thường ta đi núi nó kêu ông già, ông già gì không may. Hả? Ta đốt cái dãy này hay ha. Ta phát phát cái này. Giờ này mình đi xuống quý vị. Chuẩn bị buổi lễ cúng cơm cho các vị sư. Mời có mời các chùa lại mà không biết được bao nhiêu vị sư cái gì mình cũng không biết. Nghe sư cả chùa Rô ngày hôm qua nói ông nhận xây cái đế tượng Phật không mà tiền công không 40 triệu, ghê thiệt. Xây đó chắc khó, thành ra mới mắc gì đó cái gì không ai biết làm á. Mướn thợ bên An Hảo qua làm. Bên đây là Sóc Triết, xã Cô Tô, huyện Tinh Biên, An Giang. Ý huyện Tri Tôn chứ quên lộn. Huyện Tri Tôn. Bên An Hảo mới huyện Tri Tôn, huyện Tinh Biên. Chánh điện nằm ở trên núi, còn ở trong đó là nhà tăng của chùa quý vị, nhà tăng trong đó đó. Ở đây chỉ có chánh điện với cái nhà tăng này, còn cái bếp phía bên đó đó quý vị, bếp phía bên này, còn đây là nhà tăng. Chỗ này thì để làm lễ mà các sư dùng cơm hàng ngày quý vị. Sala làm bằng tiền chế bằng sắt không à, đơn sơ. Cái chùa này hồi xưa giờ nghèo, có cái nhà tăng đó được Phật tử cúng dường rồi xây dựng lên, không có biết. Ở đây là bếp của chùa quý vị. Cô đang nấu đồ. Nấu đồ ăn. Nấu nước. Đây là nhà tăng này quý vị. Ở trong chùa này chỉ còn được cái nhà tăng này đẹp nhất thôi. Vì mới xây dựng đây nên anh còn đẹp. Thì ở trong này cũng là xà la luôn quý vị ơi. Xà mới xây đây nè. À, ông sư cả. Này, các cô chuẩn bị đồ ăn cơm rồi cho sư nữa.
Sòn sẵn mâm mâm hết trơn cái gì. Sala mới được xây dựng quá rộng luôn. Còn nhà tăng thì nói đuôi với nhà tăng bên kia. Chỗ cái sala là chỗ sờ Phật. Chào chú. Rất đẹp luôn. Rất nhiều tượng Phật luôn. Tượng Phật này là Phật tử đem vô cúng dường đó quý vị. Cái lúc xây sala lên cái Phật tử đem vô cúng dường. Quá đẹp. Quá đẹp luôn. Đây. Các cô bế cơm vô cho các vị sư sẵn rồi. Bên đây thì đồ ăn. Đây là đồ ăn chuẩn bị cho các sư. Chút xíu cúng dường cho các sư. Đây là những đồ Phật tử đem tới cúng dường đó quý vị. Nước có, nhang có, bánh có, đường bột ngọt, gạo, mì, đủ thứ cho quý vị. Đây là đồ Phật tử tới cúng dường cho chùa. Có người cúng tiền 100, 200, 50. Có người 500. Nơi đây là để hôm nay dự buổi lễ này, các Phật tử tới để cúng dường hùng phước xây chánh điện đó quý vị. Có đoàn Phật tử sư chùa mới tới. Sư chùa mới ở bên tỉnh Biên đó quý vị. Còn sư chùa mới ở Cô Tô này chưa thấy.
Chào sư. Chào sư. Đi em. Vô cúng dường đi. Quá khứ đã làm đồ ăn. Vô cúng dường Hùng Phước xây chánh điện đó quý vị. Em đưa cho chú à. Dạ. Dạ vợ con. Dạ dạ. Mấy chú này quen không à? Dạ. Cúng dường xây chánh điện Hùng Phước, xây chánh điện của quý vị thì bà con Phật tử ở đây ai cũng hùng người năm 70, 100, 200, 300, 500, ai có nhiều cũng nhiều, ai có ít cũng sư trừ rô chưa qua. Hôm nay bà con tới quá đông luôn, quá vui luôn, đồ ăn dùng dưới dèo luôn quý vị. Phật tử ở nhà mỗi người làm món món đem lại quý vị. Cơm quý vị. Phật tử ta nấu ở nhà mỗi người. Mỗi người nấu cơm ăn nó đem lại sớt vô. Sư bên Nam Tông thì ăn tam tịnh nhục đó quý vị, cho nên Phật tử cúng chi dùng đấy. Không nghe, không biết, không thấy. Đủ thứ món hết trơn quý vị. Cúng đủ thứ món cho người trộn lộn với nhau. Oh, we're not going to be hungry.
dân mày à. Tới giờ cái các sư lên ngồi và dùng cơm. Ở phía dưới thì các Phật tử rất đông luôn. Đây là chùa Sóc Chiết ở gần chợ Cô Tô. Gần chợ Cô Tô, xã Cô Tô quý vị. Chi Tôn An Giang. Thì chùa này mình cũng mới lần đầu tiên mình quay trong sala này nè quý vị. 8 tháng trước khi chánh điện tháo dỡ thì mình có quay hết một lần. Hiện giờ xây dựng được 8 tháng nè. Hôm nay có mời 7 vị sư, 7 chùa. Mời tổng cộng 7 chùa tới đây để dùng cơm. Các Phật tử tới cúng dường quý vị, làm phước hùng phước để xây chánh điện á. Có mời chùa Văn Râu, chùa Mới, chùa Thiết, chùa Rô, chùa tên gì mình quên rồi, ở cũng ở bên Tịnh Biên nữa.
tới giờ các vị sư chuẩn bị lên dùng cơm quý vị. Đây là sư chùa Rô. Ngày tới chùa Sóc Chiết, chùa Thiết, chùa Mới, chùa Văn Râu. Đây là sư chùa Văn Râu. Ở trong đây là sư chùa Rô lớn nhất. Sư chùa Văn Râu ngồi đầu tiên, rồi tới sư chùa Sóc Chiết, rồi tới chùa Thiết. Còn vị kia chùa nào mình không biết, rồi tới chùa Rô, chùa Sóc Chiết, chùa Thiết, chùa Văn Râu, chùa Mới. Còn hai vị kia thì cũng chùa ở tỉnh biên đó, nhưng mà mình chưa có quay lần nào, mình không biết cái gì. Cô đã lên cúng dường nhưng mà sư chùa Văn Râu đâu có cầm tiền được quý vị. Đại sư đó bên không giúp thì ra không có cầm tiền được, chỉ có ông à cha thôi. À cha mới cầm tiền được, cho nên ông kêu ông à cha lên lấy tiền tất. Bốn vị sư nhỏ vô, có vô nữa kìa, ba vị nữa. Tại vì ở trên đó để cúng dường rất nhiều đồ ăn quý vị. Các vị sư trong chùa ở đây cũng gần 10 vị nữa. Thank you.
Vì sư kể thì cô lâu năm nhất ngồi đầu tiên. Rồi Phật tử lên dân cơm đó quý vị, các sư đụng vô. Yeah.
Các vị sư cũng dùng cơm xong rồi quý vị, rồi chuẩn bị đọc kinh. Các vị sư đọc kinh.
Thank you.
buổi lễ cũng gần xong rồi. Hôm nay cái video hơi dài. Hôm nay tổng cộng 6 chùa, các Phật tử với chùa đồ cúng dường luôn đó, tổng cộng 63.850.000 quý vị. Nãy giờ mấy ông bà cha đọc lên đó với các sư được 63.850.000. Một chùa Văn Râu, hai chùa Thiết, ba chùa Mới, bốn chùa Sa Túc, năm chùa Rô, sáu rồi chùa Mỹ Á, cúng dường cho sư cả chùa Sóc Chiết là để xây dựng chánh điện đó quý vị. 63.850.000. Nãy ông bà cha có đọc danh sách tổng cúng dường hôm nay á, mình không có quay, cũng đọc lâu lắm. Nãy sư cả chùa Rô lên phát bài vũ, thì giấc này sư cả chùa Sóc Chiết. Đọc bài kinh này nữa là kết thúc buổi lễ đó quý vị. Dạ. Bài kinh này nữa là kết thúc buổi lễ. Xài mấy chục cái quạt luôn mà xài công tắc này nè, nó chịu không nổi cháy luôn nè. Cháy luôn. Mà dây điện mấy chục cái quạt mà không xài dây điện 1.5 mà. Nguy hiểm ghê. Xài dây điện nhỏ xíu à. Ai chạy dây điện mà chạy dây điện Hà Tiên. Ừ.
lớp quạt, lớp đèn nữa. Đèn quạt luôn 40 cái luôn quý vị. Mà xài công tắc ở chút xíu. Dây điện nhỏ xíu. Không cháy công tắc, không cháy dây điện mà. Xài ít gì là cũng từ 2.5 hoặc là 4 chấm. 4 chấm thì tốt, nó dư tải, nó đủ tải điện, nó không có bị nóng dây điện. Còn công tắc nó phải xài CB, PCB. Hôm nay có Phật tử cúng dường luôn tổng xi măng, tiền xi măng 700 bao quý vị. Cúng dường xi măng 700 bao để xây dựng chánh điện. Mình xin kết thúc video tại đây. Nếu quý vị xem hãy like, chia sẻ, đăng ký ủng hộ giúp kênh mình nha. Mình chân thành cảm ơn nhiều quý vị. Và chúc quý vị sức khỏe dồi dào, bình an và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.